Hôm qua thì mình đã mở hộp chiếc Redmi K70 Ultra, chiếc điện thoại mà có rất nhiều những cái thứ làm cho chúng ta có một cảm xúc mãnh liệt hơn với cả dòng K Ultra này. Đó. Các bạn có một thiết kế điểm nhấn hơn, các bạn đã có IP68, đã có khung kim loại, đã có viền màn hình mỏng hơn nhá. Viền con này mỏng hơn so với cả là K70 Pro nhá, nhất là cái cằm. Ngoài ra thì các bạn sẽ có một viên pin lên tới là 5500, sạc nhanh lên tới là 120W. Con chip là Dimensity 9300 Plus với điểm số AnTuTu mà lần đầu tiên mình chấm được, nó còn cao hơn cả Snap 8 Gen 3, cụ thể là 2.058.000 điểm. Trong video này mình sẽ test game cho các bạn xem để các bạn hiểu thêm về con Dimensity 9300 Plus. Đây là những cái phiên bản cập nhật hệ điều hành đầu tiên nên cũng chưa thể chắc chắn được là tương lai cái con chip này nó sẽ được tối ưu tốt thêm nữa hay là không. Cứ test đã, xong rồi sau này ví dụ hãng tung ra những bản cập nhật mới thì mình sẽ test lại sau. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Với tựa game đầu tiên là PUBG Mobile thì hơi tiếc một chút là con chip mạnh nhất đến từ Dimensity nó chưa bật được là mượt và 90. Đấy, mà nó sẽ bật được tối đa là HDR và cực độ thì ok. Chúng ta cứ chơi cái mức đồ họa này trước đi nhá. Máy vào rồi các bạn ạ. Mình nhấn bấm giờ này. Đâu, đây, bấm giờ ở đây. Ok, và mình bấm đo FPS ở phía trên này nhá. Con này thì đang còn 99% dung lượng pin. Đấy, rồi độ sáng thì mình để khoảng tầm là gần mắc, tầm 95%. Loa thì cũng để gần mắc luôn. Với một cái viền màn hình tốt hơn nhá, nhất là cái cằm này, thì khi các bạn nhìn từ phần mặt trước, nó sẽ gần như là 4 viền benzen bằng nhau luôn, tạo cho chúng ta nhìn vào mỗi ngày sướng hơn. Bởi vì màn hình nó là thành phần chiếm 90% cái nhu cầu sử dụng hàng ngày của chúng ta. Đấy, mình thì hiện tại đang có màu trắng và màu đen, nó rất đẹp luôn. Cam được làm vuông hơn, cam được chia hai tầng nữa, lưng thì nhám, khung kim loại nhám luôn. Màu tím thì chắc là mai về các bạn ạ. Với con chip mạnh mẽ như thế này, 4 nanomet có hỗ trợ 5G mới nhất đến từ Dimensity thì nó khó thể lag lắm các bạn ạ. Sẽ cho một cái khung hình rất là mượt thôi. PUBG thì vẫn là một cái tựa game rất là phổ biến với cả anh em ở Việt Nam. Game này thì nó là tựa game bắn súng trên mobile có lẽ nhiều người chơi nhất rồi. Tựa game sinh tồn, mình thì không chơi giỏi nhá. Chủ yếu mình đo FPS rồi đo nhiệt độ, đo cái khoảng sụt pin cho các bạn là chính. Chứ còn nếu mà mình chơi giỏi thì mình đã đi làm game thủ luôn rồi chứ không ngồi đây test game với cả là kinh doanh điện thoại đâu anh em ạ. Ok, pha tiếp đất thì các bạn thấy là máy bị nhảy xuống 58 FPS, sau đó là tăng trở lại nhá. Có vẻ game này HDR nó hơi tối nhá, mình sẽ cho sáng lên chút nhá. Chỗ này chắc phải tầm 95% độ sáng luôn. À 98% độ sáng. Tấm nền trên con K70 Ultra này sử dụng độ phân giải là 1.5K. Nó sẽ thấp hơn một chút so với cả độ phân giải Quad HD cộng trên con K70 Pro. Nhưng mà các bạn yên tâm nhá, là 1.5K thì các bạn cũng đã đem lại mật độ điểm ảnh khoảng 446 ppi đấy, tầm đấy thì nó cũng là mức độ phân giải rất là nét rồi. Các bạn yên tâm đi là nó cũng không thể thấy được cái điểm rỗ nào đâu. Lắp đặt thanh rồi. Êm ghê. Cái con K70 Ultra này thì cái lưng của nó sẽ không có những cái họa tiết hoa văn nữa nhé, mà sẽ làm cái lưng nhám luôn. Khung của nó không nhám và nút nguồn được làm gạch gạch, nhìn nó nổi bật hơn các bạn ạ. Cụm cam con này nó sẽ có những cái đồng tâm này. Đấy, các bạn nhìn kỹ sẽ thấy. RAM thấp nhất cũng là 12/256 rồi. Chuẩn bộ bên trong là chuẩn 4.0 rồi. Lái xe nói chung mượt thôi. PUBG thì khó thể mà yếu được trên cái con chip mạnh mẽ nhất đến từ Dimensity ấy. Cam chính là 50 chấm, có chống rung quang học và có khả năng quay phim tối đa là 8K hoặc là 4K 60 khung hình. Cam trước của máy là 20 chấm, hơi tiếc một chỗ là thời điểm hiện tại với những phiên bản cập nhật hệ điều hành đầu tiên thì chiếc điện thoại này nó mới chỉ hỗ trợ là cam trước 30 khung hình thôi. Rồi, vân tay thì ở phía dưới màn nhá. Pin 5500 rất là to, sạc siêu nhanh 120W. Mình đã chơi game này trên PUBG được khoảng 7 phút 43 giây rồi. Và máy hết đúng 1% pin các bạn ạ. Hết đúng 1% pin ở PUBG Mobile. Kiểu vừa sạc pin xong nên pin nó tụt chậm. Phần trước có 36,7 độ C thôi. Còn phần mặt sau thì máy chỉ khoảng 36,1 thôi. Nhiệt độ rất là ok nha. Chuyển sang một tựa game nặng hơn rất nhiều. Mình sẽ bấm giờ này. À nhầm, mình sẽ đo FPS này. Và đang để mức đồ họa rất cao luôn. Đó chính là cực cao và 60 các bạn nhé.
Mức độ hạ này thì nó sẽ ngang bằng với cả con chip Snap 803 mình đã test rồi. Game này thì nó sẽ sáng hơn khá nhiều so với cả là tựa game PUBG. Đấy, đảm bảo cho các bạn nhìn hình ảnh nó được rõ ràng hơn cái chất lượng hiển thị của máy. Ok, loa máy rất to nhá. Mình vừa giảm một chút về độ sáng và loa rồi bởi vì game này nó sáng mà. Và game này nó cũng to mồm nữa. Nhiều anh em hơi bị mặc cảm với cả những con chip đến từ D-Man. Nhưng mà mình nói thật với anh em luôn là D-Man bây giờ nó khác xa cả hồi xưa rồi. Chính mình bây giờ còn đang sử dụng chiếc K6ME nhá, là máy song song, máy phụ ấy, để mình chơi tốc chiến. Màn hình thì nó sẽ không thể tươi được như OnePlus, Realme, Oppo được, nhưng mà độ nét của nó thì vẫn ok. Xiaomi từ trước giờ ít khi làm tươi lắm. Đau chưa, đau chưa. Tuy nhiên thì với mức độ chuyển cảnh nhanh và chuyển ánh sáng nhanh từ cái map này thì các bạn thấy là nó đang bị sụt FPS này. Đó, rất nhiều hiệu ứng. Úi dồi, đau đau đau. Đau. Không thì mõm cái kiểu được. Với những cái hình ảnh mà nó đỡ chuyển sáng điều tối nhiều trên Genshin hơn thì máy nó sẽ bị sụt ít hơn. Vừa nãy thì nó sụt khá là căng, bây giờ thì nó đỡ hơn này. Giờ nó sẽ rơi khoảng từ 5XFPS, phiên bản cập nhật hệ điều hành gần như đầu tiên của K70 Ultra. Tương lai thì nó sẽ còn cập nhật thêm nhiều nữa. Thì chúng ta sẽ có những cái mức đồ họa kiểu mới, mình sẽ test cho các bạn sau. Ok, chúng ta sẽ đánh nốt bãi này nhé. Ui, đau đau đau. Ui, nó đen xì vàng luôn các bạn ơi. Đấy, thằng này nó khỏe quá. Ok, đã mở cái điểm dịch chuyển mới và mình sẽ bấm dừng nhé. 17 phút 19 giây dừng FPS, máy còn 95% pin, có nghĩa là tổng cộng thì chúng ta hết có 4% pin thôi các bạn. Ủa, đúng là viên pin 5.500 có khác. Pin của con này rất tốt nhá, mặc dù chưa có nhiều bản cập nhật phần mềm. Phần mặt trước bây giờ có 39,4 độ C thôi. Cái nhiệt độ này tốt hơn so với cả là K70 Pro nhá. K70 Pro mà sử dụng con chip Snap 803 ấy, thì nhiệt độ con đấy ấy, khi mà chơi Genshin nó phải lên 4 mấy độ C. Đó, phía sau thì nó chỉ khoảng 38,3 độ C thôi. Ôi, nhiệt độ con này rất tốt các bạn ạ. Và đây là khung hình này. Đầu tiên là PUBG. Đó, cho tôi đi một tí nhá. Các bạn có thể nhìn thấy là FPS trung bình của máy thì nó cũng khoảng tầm là gần 59. Nó chỉ bị sụt một số những cái pha kiểu như nhảy dù cái thứ thôi. Còn lại trong quá trình chơi rất là ok. Còn với Genshin, đấy, thì các bạn thấy là khung hình trung bình máy sẽ là 53,1. Nó sẽ bị sụt chủ yếu ở những cái đoạn chém quái đông. Cái nhiệt độ trung bình mà trong con chip ấy tỏa ra ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 41 độ C. Đấy, còn khi mà chúng ta đo, khi mà nhiệt độ ra ngoài nó chỉ khoảng 3 mấy độ C thôi. Khung hình con này thì sẽ cải thiện thêm ở những bản cập nhật phần mềm hoặc là xóa ROI, nhưng mà nhiệt độ của nó thì rất tốt nhá. Trên đây chính là video test game của mình về con chip Dimensity 9300 Plus của chiếc Redmi K70 Ultra. Với cái tầm tiền khoảng loanh quanh 10 củ full mock new thì nó là một chiếc điện thoại giá bằng với K70 Pro. Và các bạn vẫn có những thành phần rất là ngon đến từ IP68, đến từ viên pin 5.500, thiết kế mới và con chip vẫn siêu mạnh. Các bạn nghĩ sao về K70 Ultra? Đừng quên để lại ý kiến ở phía dưới luận nhé. Tất cả những sản phẩm trên tay mình đều có bán. Có thể nhắn tin qua bên mình ở Facebook, Zalo phía dưới mô tả ghi nha. Bây giờ xin chào, hẹn lại.